Chỉ sau một tháng phát động, giải báo chí 70 năm ngành công thương đã thu hút gần 500 bài dự thi từ các cơ quan báo chí khắp cả nước, trong đó có nhiều bài thi chất lượng đến từ các nhà báo đã có nhiều năm theo dõi và am hiểu ngành công thương. Tại lễ trao giải thưởng giải báo chí 70 năm ngành công thương Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trưởng ban tổ chức giải khẳng định, giải báo chí ngành công thương lần thứ hai là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công thương 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2021 nhằm khẳng định vai trò của ngành công thương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu bật những thành tựu của ngành công thương trong 70 năm qua. Với tinh thần công tâm, ban giám khảo đã chọn ra 55 tác phẩm lọt vào chung khảo được chọn lọc từ 450 tác phẩm dự thi. 55 tác phẩm là 55 câu chuyện được kể bằng ngòi bút, hình ảnh, phân tích tinh tế, đa dạng, từng vấn đề được so sánh, tranh luận. Nhưng với sự đồng thuận rất cao, 41 tác phẩm xứng đáng nhất và 4 tập thể cơ quan báo chí xuất sắc nhất đã được ban tổ chức lựa chọn. Công sức của các phóng viên, nhà báo đến từ hơn 50 cơ quan báo chí trên cả nước đã và đang trở thành món quà ý nghĩa nhất chào mừng sự kiện 70 năm ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam.